Kylian Mbappe. Mùa thẻ 20 TOTS. Ở vị trí ST là 101, LW là 100. LW là 100. Như vậy mùa giải 20 TOTS này thì Kylian Mbappe thiên về vị trí ST. Ở vị trí ST thì anh sở hữu khả năng tăng tốc và tốc độ rất tốt, lần lượt là 108 và 107. Khả năng dứt điểm tốt, chọn vị trí, phản ứng, khả năng rê bóng. Ngoài ra cái chỉ số như sức mạnh, chuyền ngắn, đánh đầu, sút xa, volley đều rất ổn. Cầu thủ này có mức lương 22, chiều cao 1m78, cân nặng 73 kg, thể hình trung bình, chân thuận, trái 4 và phải 5. Có 5 sao kỹ thuật. Các chỉ số ẩn góc bao gồm sút xoáy, tinh tế, mà tốc độ, sút và tạt má ngoài, qua người. Khi để Mbappé ở vị trí ST, chúng ta sẽ để chiến thuật đơn như sau. Đó là sẽ nách, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường và chạy chỗ, công 3 và thủ 1. Chúng ta sẽ đi vào một trận xếp hạng để review xem là cầu thủ này sẽ thi đấu như thế nào. Mùa thẻ 20 TOTS là mùa thẻ rất hot hiện tại. Nơi sở hữu những ngôi sao hàng đầu ở các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Và Mbappé chính là ngôi sao hàng đầu của giải Ligue 1. Mùa thẻ mà Mbappé đã cùng với Paris Saint-Germain vô địch tất cả các giải quốc nội. Và siêu sao rất trẻ tuổi này đã đóng góp rất nhiều cho Paris Saint-Germain trong mùa giải 2019-2020. Mbappé là một cầu thủ sở hữu thể hình không quá lý tưởng khi chiều cao của anh chỉ là 1m78. Tuy nhiên thì mùa thẻ 20 TOTS này anh có chỉ số cơ thể đó là trung bình. Như vậy là cũng bù đắp lại được rất tốt. Kỹ năng dứt điểm của Mbappé là hoàn hảo. Những pha bứt tốc và xuyên phá qua hàng phòng ngự bằng tốc độ của mình chính là điểm mạnh của Kylian Mbappé. Ngoài ra anh sở hữu những kỹ thuật khả năng của skill tương đối mượt với 5 sao kỹ thuật. Ta vừa được chứng kiến em Mbappé biểu diễn skill. Nói không ngoa khi cho rằng em Mbappé chính là đệ tử của thần gió Thierry Henry. Anh và huyền thoại Henry
thế hệ đàn anh đi trước có điểm mạnh đó là tốc độ bứt tốc rất nhanh. Các bạn thấy là rất nhanh. Một thẻ 20 TOTS đang nó boost. Đây sẽ là mùa thẻ limit cho nên giá của mùa thẻ này sẽ rất hot trong một năm tới đây. Ta có thể thấy kỹ năng đỡ bóng bước 1 của Mbappé mùa thẻ 20 TOTS là rất tốt. Nhìn Mbappé với khuôn mặt thì chúng ta nghĩ ngay tới một nhân vật của thời thơ ấu đó là Ninja. Và trên sân bóng thì Mbappé cũng giống những nhân vật hoạt hình Ninja Rùa. Có sức mạnh. Thuộc hàng siêu nhân rồi. Tuy chỉ cao 1m78 nhưng khả năng bật nhảy và 09 của Mbappé trong những tình huống cố định cũng rất tốt. Đây là Mbappé của mùa thẻ 20 TOTS. Tốc độ rất nhanh. Vừa rồi chỉ có phạm lỗi mới có thể ngăn cản được Mbappé của chúng ta. Mbappé đang rất đau. Tuy nhiên thì trọng tài không cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Đây là Wan-Bissaka. Vào rồi. Sau những tình huống nỗ lực đi bóng của Mbappé khuấy đảo khung thành đối phương thì Raul Gonzalez là người đã ghi bàn. Ngoài vị trí ST thì Kylian Mbappé mùa thẻ 20 TOTS có thể chơi tốt ở vị trí chạy cánh. Đó là vị trí tiền đạo cánh. Cánh trái cánh phải Mbappé đều thi đấu rất tốt và chơi hay như nhau. Đây là Mbappé. Không được rồi. Đứng trong khung gỗ chúng ta chính là Vanja. Môn cao tới 2m02 Serbi. Kỹ năng chuyền bóng phối hợp đồng đội của Mbappé cũng là rất tốt. Thấy những chuyền bóng ngắn hay dài thì Mbappé thực hiện rất hoàn hảo. Đây là Mbappé. Tốc độ. Có cảm giác như mùa thẻ 20 TOTS Mbappé cũng không có mạnh về sức mạnh. Sở trường Mbappé là những cú dứt điểm ZD. Ngoài ra những cú sút xa cũng là một lợi thế của Kylian Mbappé mùa thẻ 20 TOTS. Nhờ sở hữu lực sút mạnh và khả năng dứt điểm tốt. Tuy thi đấu ở vị trí ST nhưng Mbappé có xu hướng lùi về hỗ trợ. Bạn thấy là anh lùi tương đối sâu ở mùa thẻ 20 TOS này. Sử dụng tốc độ để bứt tốc. Một tình huống đi bóng rất tự tin của Mbappé. Một mùa giải rất chất lượng. Trong mùa thẻ này thì Mbappé có khả năng sút và tạt má ngoài sẽ giúp cho trong những tình huống dứt điểm ở góc hẹp. Đây là Mbappé. Một tình huống đột phá.
thấy là tốc độ của Mbappé rất nhanh. Ngoài ra Mbappé cũng là một trong những tiền đạo được in game boost cho một chỉ số AI rất cao, khả năng chạy chỗ và phán đoán tình huống, đọc thế trận trên sân rất tốt. Thấy là Mbappé luôn xuất hiện ở những điểm nóng hợp lý trên sân, đặc biệt là trong vòng cấm địa. Đấy rồi, Mbappé skill, tình huống rất hay của Mbappé. Tuy nhiên có lẽ là Ronaldo hơi bị giật mình. Năm nay đã bước sang tuổi 35 rồi. Mbappé của chúng ta thì mới chỉ bước sang độ tuổi 22. Tuổi mà ở Việt Nam thì có thể đá SEA Games được. Nhưng anh đã vươn tầm lên trở thành một siêu sao hàng đầu thế giới. Và quả bóng vàng FIFA trong tương lai chắc chắn sẽ thuộc về cái tên Kylian Mbappé. Khi mà thời kỳ thống trị của CR7 và Messi trong suốt hơn 10 năm qua đã bước vào giai đoạn hậu kỳ rồi. Với tất cả những gì chúng ta vừa được chứng kiến Mbappé trong những phút qua thì hoàn toàn có thể chấm cho tiền đạo người Pháp này ở mức thẻ 20, mùa thẻ 20 TOS, mức điểm rất cao, được chấm đó là 9,5 trên 10 ở vị trí ST. Và đối với vị trí chạy cánh thì sẽ là 9 trên 10. Một trong những cầu thủ có thể sử dụng bút tem Paris Saint-Germain, tem Pháp rất là tốt. Đây là Mbappé. Một cú ZD.